Hello, xin chào anh chị, quý vị các bạn đã quay trở lại với video của Mạnh Ô Tô và em là Tùng Xe. Thì hôm nay lên cho anh chị các bạn một con xe với hơn 100 triệu nhưng mà là số tự động anh chị nhé. Hơn 100 triệu nhưng mà có xe số tự động đi rồi. Một con xe Kia Morning 2012, xe mang biển số 28. Con này thì sản xuất trong nước thôi, 2012, và là xe trong nước bản Sport. Đấy, chứ không phải xe nhập anh chị nhé. Xe nhập thì nó đổi form rồi, và xe nhập thì nó sẽ không có giá dưới 200 đâu, nó phải 200 mấy. Con này là bản trong nước đời 2012 và là xe số tự động, màu trắng biển 28, bao rút hồ sơ. Với tổng thành thì anh chị bạn có thấy con này thì cũng sơn tỉa, thì với đời này thì không phải gọi là xe đẹp, nó chỉ là một con xe nó đi tốt và không lỗi, không đâm ba tai nạn ngập nước và không có dịch vụ taxi gì cả. Đấy, còn sơn thì cũng con này sơn lại đa số rồi, là sơn quay quanh xe rồi, với đời 2012 và đặc biệt là xe trong nước này. Đấy, và dòng Kia Morning, anh chị biết con này thứ nhất là về thân vỏ là không có đâm va móp méo gì, nhưng mà cũng có sơn. Đấy, sơn quay xung quanh xe. Đấy, la răng thì với la răng đời này thì cũng là la răng em phay lại rồi. Đấy, phay lại thì nhìn nó mới bóng như này, nó mới đẹp như này, chứ bình thường nếu mà từ 2012 đến giờ thì chắc nó cũng xứt sát một vài chỗ rồi, thế nó không còn nhẵn và đẹp được như này. Đây đằng sau này, đấy. Theo chỉ thì nguyên anh chị nhé, vẫn giữ được những cái để đồ như thế này. Ghế thì với ghế da hai màu đen đỏ, đấy. Kích tiếp và lốp dự phòng thì đầy đủ đây. Đấy, có dán chống ồn. Bốn cánh tắt ni nỉ. Bản này thì có một hệ thống bóng khí, màn hình cam lùi và cam hành trình là đầy đủ. Số tự động, số rích rắc. Đây, nổ máy cho anh chị xem. Hôm nay là một con xe đi khá tốt, chung quanh quanh khoảng 20 vạn rồi. Đấy, 19 vạn rưỡi anh chị nhé. 19 vạn rưỡi. Đấy, màn hình này. Con này thì chưa cam đùi anh chị ạ. Em nhầm đấy. Trên này thì có lắp cam hành trình, tuy nhiên thì đằng sau thì vào cam lùi thì không biết là nó hỏng hay là không có, và hiện tại thì không hiện cam lùi ở đây. Đấy. Điều hòa tự động, điều hòa auto, chân nỉ. Đấy, gương kính chỉnh điện, bóng khí ở trước vô lăng. Dòng này thì trang bị cũng ok với đời 2012 này, và giá hiện tại của con xe này thì nó là 182 triệu, bao rút hồ sơ anh chị nhé. 182 triệu, bao rút hồ sơ. Đó, tắt cái này đi, không tí nhạc nó vào đây. 182 triệu, bao rút hồ sơ này. Trông là máy gầm nội thất là còn tốt, và con xe này thì không lỗi, đi tốt anh chị nhé. Số tự động, giá tiền thì dưới 200 triệu, 100 mấy chục triệu là chúng ta có xe số tự động. Đây này thì là chỉ là cam kết cho anh chị về những cái lỗi thôi, và xe đi tốt thôi, chứ còn không bảo là đây là một con xe đẹp được. Vì cái dòng Morning này thì với đời 2012 đi loanh quanh đâu đấy khoảng gần 20 vạn và cũng có sơn tỉa quanh xe rồi, thì không thể gọi là một con xe xuất sắc được. Đấy, cái dòng này 4 máy nhá, bản trong nước nhưng nó là 4 máy. Để đi cũng không hề yếu. Đấy, 3 máy thì đi nó sẽ yếu hơn, nhưng con này là bản 4 máy, số tự động. Keo chỉ thì nguyên anh chị ạ. Đấy, keo chỉ nguyên. Đấy, ra máy còn khá sáng luôn, không có bị đâm đụng ở đâu cả. Đăng kiểm thì đến tháng 1 năm 2025. Đấy, đèn thì cũng lên hệ thống đèn bi rồi. Thì anh chị và các bạn nào mà chúng ta có nhu cầu về con xe này thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại trên màn hình, hoặc đến ở tại salon để xem xe, test xe. Cảm ơn chị đã xem video, và hẹn gặp lại anh chị ở những video clip tiếp theo. Có vấn đề gì thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại em để dưới màn hình nhé.